trình Kết nối tri thức. Quý vị và các bạn thân mến, kỳ đất trời sắp đến thời khắc giao hòa, cũng là lúc mà mọi thứ ồn ào, tranh cãi, bon chen của đời thường tạm gác qua một bên, nhường chỗ cho những chiêm nghiệm, những cảm xúc sâu lắng, cho tình thân, sự đoàn tụ. Đoàn tụ sum vầy trở thành yếu tố quan trọng nhất và cũng là điều mong đợi lớn nhất của dịp Tết. Chính vì lẽ đó, Công ty Cổ phần Văn hóa Truyền thông Sống phối hợp cùng Nhà xuất bản Thế giới xuất bản cuốn sách Tết Đoàn viên. Các bạn thân mến, cuốn sách Tết Đoàn viên gồm 4 phần: Phong vị Tết, Tết trong tôi là Tết Đoàn viên, Dĩ Thanh. Mỗi bài viết trong từng phần, bằng một cách riêng, mỗi tác giả đã nói về những vẻ đẹp khác biệt của Tết. Mỗi bài viết mang đến một phong vị Tết của từng vẻ đẹp, từng thời kỳ, từng vùng miền. Những vẻ đẹp ấy của Tết hiển hiện trong trời đất, trong cây cỏ hoa lá, trong những ngôi nhà, căn bếp, trong mỗi gương mặt, trong mỗi giọng nói, trong hương nến trên bàn thờ, trong hương vị của những món ăn truyền thống. Nhưng dòng chảy lớn nhất, thiêng liêng nhất qua những vẻ đẹp ấy là sự đoàn tụ sum vầy. Sự đoàn viên không còn chỉ là sự kiện gặp mặt của những thành viên trong gia đình, những người bạn lâu ngày không gặp, mà còn là sự gặp lại những phong vị Tết, những vị riêng, mùi riêng của Tết, sự đoàn tụ với những không gian vùng miền của đất nước, đoàn tụ trong Tết xưa và nay. Nếu như có ai càng lớn càng rời xa gia đình và có phần quên đi mất giá trị thật sự của Tết cổ truyền là gì, thì đây thực sự là cuốn sách bạn nên đọc. Bởi từng bài viết, từng chương trong sách sẽ khơi gợi lại cho bạn những điều về Tết mà bạn đã bỏ lỡ trong quá trình trưởng thành. Đi từ những điều có chút học thuật xưa cũ, trẻ dần về những trải nghiệm và ký ức, rồi tới cảm xúc đoàn viên trong nhiều kiểu gia đình trên nhiều mảnh đất. Đọc sách, chúng ta sẽ nhận ra mấy điều này. Hóa ra đoàn viên ở đây không phải là cứ trở về một nơi chốn nào đó, mà đoàn viên là được ở bên người thân, dù là địa lý hay tinh thần, có chuẩn mực nào cho sự đoàn tụ ấy cả. Có thể là một gia đình mẹ đơn thân, một gia đình người Việt phải ăn Tết xa nhà, hay các du học sinh Việt Nam tề tựu lại ăn một bữa tất niên nhỏ cuối năm, hoặc như gia đình của một nhà báo khiếm thị. Tất cả đều là đoàn viên, quan trọng là mình được ở bên ai trong thời khắc đất trời chuyển giao thôi. Qua từng trang viết, ta sẽ cảm nhận Tết thay đổi thật nhiều, nhưng vẫn giữ được trọn vẹn vẻ đẹp truyền thống vốn có xưa nay, dù có thời nào đi nữa. Ngoài ra, độc giả cũng có thể cảm nhận cái nhìn thân thuộc hơn về Tết qua ngòi bút của những tác giả trẻ. Một quyển sách đúng chất của Tết, đúng chất của sự đoàn viên và sum họp gia đình, yêu thương và tràn đầy tình cảm vào mùa xuân chính là thông điệp của sách. Tết đoàn viên giống như lời tâm tình thủ thỉ với những hoài niệm tha thiết đượm phong vị Tết xưa nay trên mọi miền. Qua mọi cung bậc thời gian và cảm xúc, cuốn sách sẽ là món quà giản dị và trang nhã gửi tặng những tâm hồn đồng điệu trong những ngày nhàn nhã đượm phong vị xuân mới. Đọc xong cuốn sách này, chắc hẳn độc giả có cảm giác cuốn sách như cỗ máy thời gian đưa người đọc trở về với những vẻ đẹp và sự thiêng liêng của một thời khắc kỳ dị nhất một năm, thời khắc chuyển từ năm cũ sang một năm mới. Sẽ khó có thể có được một cái tên nào khác phù hợp hơn cái Tết đoàn viên cho một cuốn sách viết về Tết. Yếu tố quan trọng nhất và cũng là bí mật lớn nhất của Tết là sự đoàn tụ. Mỗi tác giả trong cuốn sách này bằng một cách riêng nói về những vẻ đẹp khác biệt của Tết. Mỗi bài viết mang đến một phong vị của từng vẻ đẹp của từng vùng, từng thời, làm nên vẻ đẹp của Tết. Những vẻ đẹp ấy hiển hiện trong trời đất, trong cây cỏ hoa lá, trong những ngôi nhà căn bếp, trong mỗi gương mặt người, trong mỗi giọng nói, trong hương nến trên những bàn thờ, trong hương vị của những món ăn truyền thống. Những dòng chảy lớn nhất và thiêng liêng nhất qua những vẻ đẹp ấy là sự đoàn tụ. Nhà thơ Nguyễn Quang Thiệu chia sẻ,
Cho đến tận bây giờ, trong thời đại công nghệ 4.0 này, dân làng tôi vẫn chuẩn bị hai con đường vào những ngày cuối năm để đón những người đi xa trở về với gia đình mình, với quê hương bản quán của mình. Một con đường cho người sống và một con đường cho người đã khuất. Và vào buổi chiều của ngày cuối năm, lúc nào tôi cũng cảm nhận một cách kỳ lạ mình đang sống trong hơi thở ấm áp của những người trong gia đình đang sống và tất cả những người thân yêu trong gia đình đã khuất từ ngàn xưa. Cũng theo nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, không có lễ hội nào trong một năm như Tết lại có khả năng kỳ diệu cho sự đoàn tụ gia đình, cho sự gắn kết những quan hệ xa lạ, cho sự hòa giải những bất hòa, cho sự tha thứ những lầm lạc. Bởi trong những giờ phút thiêng liêng ấy, con người muốn rũ bỏ quá khứ phiền muộn, khổ đau và thất vọng để hướng về một tương lai tốt đẹp trong năm mới. Có biết bao con người tha phương có thể quên cả tiếng mẹ đẻ hay mang trong mình một nỗi đau đớn nào đó, nơi cố hương, nhưng mỗi khi Tết đến là họ lại muốn trở về cố hương, cho dù chỉ trở về bằng con đường trong những giấc mơ đầy thương nhớ và thổn thức của mình. Những năm gần đây, có một số người kêu gọi bỏ Tết. Họ đã mắc một sai lầm trầm trọng bởi họ không nhìn thấy những bí mật lớn lao cho lẽ sống. Họ không nhìn thấy những vẻ đẹp văn hóa kỳ dĩ trong mọi cách thức đón nhận năm mới của người Việt và họ không nhận ra sức mạnh gắn kết và chia sẻ của con người trong thời khắc đó. Và lúc này, cỗ máy thời gian mang tên Tết Đoàn Viên đang đưa tôi trở về một không gian của những vẻ đẹp và sự thiêng liêng. Từ không gian ấy, tôi nhận ra sự phù phiếm, sự vô cảm và nỗi hoang mang của con người trong một thế giới mà tâm hồn họ đang có nguy cơ bị số hóa. Và cũng từ không gian ấy, một lần nữa tôi lại lớn lên. Nhà văn nhấn mạnh. Xuyên suốt cuốn Tết Đoàn Viên là những bài viết về mọi tầng lớp, giai cấp, quốc tịch, ngành nghề. Có bài viết của người mẹ đơn thân dành cho đứa con nhỏ. Có bài viết về cái Tết nơi biển đảo xa xôi. Có cả bài viết của người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Ai cũng có thể bắt gặp chính mình trong quyển Tết Đoàn Viên. Chỉ cần đọc phần lời mở của ban biên tập và lời giới thiệu của nhà văn Nguyễn Quang Thiều, người đọc liền cảm nhận được sự cuốn hút và chất trang trọng của quyển Tết Đoàn Viên. Qua lời mở của ban biên tập, ta biết được rằng quyển sách này là một ấn phẩm kết hợp giữa sách chơi xuân, sách xem Tết và báo xuân, rất thích hợp để đọc trước trong dịp Tết. Vì được minh họa bởi những họa sĩ tên tuổi nên tranh ảnh trong sách đẹp đẽ tươi sáng, chứa đựng đầy đủ các yếu tố xưa và nay của Tết Việt. Chỉ cần nhìn về sách là thấy ngay không khí Tết. Phần in ấn và trình bày cũng hoàn hảo. Dù gấp sách lại hoặc chỉ cần mở ra một trang nào đó cũng có thể biến cuốn này thành một vật trang trí thích hợp trong những ngày xuân. Đối với một số quốc gia khác, Giáng sinh là dịp để về nhà, để đoàn tụ. Nhưng đối với Việt Nam thì Tết âm lịch mới là thời điểm đoàn viên. Tuy vậy, cùng với sự thay đổi của thời cuộc và tư tưởng, có nhiều người muốn đi xa vào dịp Tết để được đổi gió, để mở rộng tầm mắt, nhìn thấy những chân trời mới. Sự khác biệt về tư tưởng giữa lớp tiền bối và lớp hậu bối có lẽ cũng đem đến một ít nỗi buồn trong dịp cuối năm và đầu năm. Thế nhưng, dù là ngày lễ hoặc ngày thường thì chỉ cần có thể thường xuyên gặp gỡ, trò chuyện với người mình yêu thích thì cuộc sống cũng phần nào trở nên thi vị hơn rồi. Vì nơi mà con người luôn muốn ở chính là nơi có người họ thương. Ngày Tết hay ngày lễ cũng chỉ là chất xúc tác để các mối quan hệ gắn bó hơn. Quý vị và các bạn thân mến, nhân dịp năm mới, ban biên tập chương trình Kết nối tri thức xin được gửi lời chúc đến quý vị khán thính giả gần xa, lời chúc sức khỏe, vạn sự như ý, năm mới niềm vui mới, thắng lợi mới. Và đừng quên theo dõi chương trình Kết nối tri thức do Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh phối hợp Thư viện tỉnh Tây Ninh thực hiện, được phát trên kênh FM 103.1 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh lúc 8 giờ 10 phút và 20 giờ 30 phút hàng ngày, đăng tải định kỳ trên hạ tầng Fanpage Tây Ninh TV, hạ tầng YouTube Truyền hình Tây Ninh Phát thanh, Tây Ninh TV Audio và các hạ tầng của Thư viện tỉnh Tây Ninh lúc 21 giờ mỗi ngày.